Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp có tích bằng bằng 4, 0, 3, 2. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số chẵn, sau đó mình nói về liên tiếp, sau đó mình hướng dẫn giải quyết bài này. Được chưa? Ví dụ về số chẵn nè. Ví dụ đây là kiến thức nhanh gọn nha các bạn. Ví dụ như 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16 nè, 18 nè. Ok chưa? Thì để biết số chẵn nhanh gọn lẹ thì các bạn nhìn vào hàng đơn vị giúp mình. Hàng đơn vị, hàng đơn vị, hàng đơn vị. Ok chưa? Vậy số chẵn là số có hàng đơn vị. Đơn vị lớp cao thì các bạn sẽ nói là số tận cùng. Là những số sau đây: 0 nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8. Ok chưa? Số chẵn là số có số tận cùng, hay còn gọi là số hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6, 8. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình nói về liên tiếp. Liên tiếp là sao ạ? Liên tiếp đây, ví dụ như 10, 12, 14 là ba số chẵn liên tiếp. Thì số chẵn thứ nhất nè tới số chẵn thứ hai, các bạn khác cộng thì mấy ạ? Cộng thêm, thêm 2. Tiếp tục từ thứ hai qua thứ ba nè, các bạn cộng thêm, thêm 2. Ok chưa? Đó là tính chất của số chẵn liên tiếp. Được chưa? Số thứ hai hơn số thứ nhất hai đơn vị. Tiếp tục qua như vậy. Ok chưa? Rồi, thì để giải quyết được bài này thì các bạn nhớ giúp mình, nhớ 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 đến phép chia, phép chia, phép chia. Thì để phép chia thì bạn phải nhớ, phải giỏi những kỹ năng chia cho 2 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè và 11. Nhớ kỹ năng chia, nhớ giúp mình. Bài này muốn giải quyết bài này nhanh gọn lẹ mà không dùng máy tính thì các bạn nhớ đến kỹ năng chia cho 2, 3, 5, 7, 11. Rồi, bắt đầu mình chia nha các bạn. 4, 0, 3, 2. Thì để giải quyết bài này thì mình lấy cái số nhỏ mình chia trước, ví dụ như 20 đi. Để cho các bạn quen cái cách chia 20 thì bạn hãy chia được cho mấy ạ? Chia được cho 2. Vậy là được bao nhiêu ạ? 2 chia 2 được 1. Để 0, để 0, thì 0. Được chưa? Rồi tiếp tục 10, các bạn chia được cho mấy ạ? Chia được cho 2, được 5, để 0. Thì cái chỗ này cái mình không cần viết nha. Tiếp tục 5 thì sẽ được 5 chia 5 được, được 1. Khi thương nè, thương là 1 nè, các bạn dừng. Được chưa? Vậy 20, 20 sẽ bằng, bạn nhìn vô đây này, nhân, nhân 2 nhân 2 nhân nhân 5. Ok chưa? Rồi, tương tự bài này bắt đầu mình chia nha các bạn. Kỹ nha, chia nè. Thì mình chia được cho 2. Được 2 0 0 0 3 1 6. Tiếp tục các bạn chia được cho 2 2 0 0 xin lỗi, 2 chia 2 được 1. Các bạn cẩn thận nha, chia chỗ này cứ cẩn thận. 1 0 0 8. Nhớ các bạn phải chia giỏi. Tiếp tục chia được cho 2 5 0 4. Tiếp tục chia được cho 2 2 5 2. Tiếp tục chia được cho 2 1 2 6. Tiếp tục chia được cho 2 6 3. Tới đây thì các bạn thấy nó chia được cho 3. Khi để giải quyết được tại sao nó chia được cho 2, chia được cho 3, thì các bạn phải nhớ những cái dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 9. Được chưa? Để chia 3 nè, được 2 1. Tiếp tục chia được cho 3, được 7. Cái này vậy là được 7, chia được cho 7, được 1, dừng. Được chưa? Tớ thương là 1 thì dừng.
Rồi thì rồi các bạn viết y chang lại nha. Giờ là 4032 sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tiếp tục nhân cho 3 nhân 3 nhân 7. Ok chưa ạ? Rồi, tới đây thì các bạn nhớ giúp mình thì hàng này chính là tích, hàng này nè. Là tích của ba số chẵn. Số chẵn. 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 Thì các bạn thấy cái gì ạ? Số 7 nè, các bạn để số lớn nhất nè. Số 7 là số gì ạ? Số lẻ, nên các bạn phải nhân cho mấy để ra số chẵn ạ? Nhân cho 2. Vậy ở đây mình sẽ bằng, mình lấy thằng này, lấy số 2 này, nhân cho này ra 10. 10, 14. Được chưa ạ? 14. Và tiếp tục mình thấy số 3 nè, nhân 3 là 9 nè, là số lẻ. Vậy mình nhân thêm 2 nữa ra 10. 10 mấy ạ? 10. 18. 2 nhân 3, xin lỗi, 3 nhân 3 nhân 2 10. 18. Thì các bạn thấy rằng 14 là số chẵn, 18 là số chẵn. Vậy được chưa? Mà mình biết rằng ba số chẵn liên tiếp thì hàng này 14 phải có số 10. 10. 16, được chưa? 16 rồi mới tới 10, 18 hơn nhau 2 đơn vị. 14 cộng thêm 2 ra 16, 16 cộng 2 ra 10, 18. Vậy các bạn kiểm tra coi những cái số 2 còn lại nhân nhau có ra đúng 16 không? Nếu đúng là ok. Được chưa? 2 x 2 bằng 4 nè, 4 x 2 bằng 8 nè, 8 x 2 bằng 10, 16. Vậy các bạn viết theo thứ tự lại sẽ bằng 14 nhân 16 nhân 10, 18. Vậy ba số chẵn liên tiếp cần tìm là 14, 16, 18. Ok chưa? Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.